Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chơi Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe địa hình rất là khủng lắm nhá. Kích thước lốp 29 inch, rất là to. Đây là một dòng mẫu địa hình đổ đèo, khi các bác đi leo núi hoặc là đổ đèo. Đấy, bác đánh nhìn đánh giá đấy. Lốp rất là to và khủng. Đây là một mẫu lốp mà hiếm về bên em, một lốp xe size khủng như vậy, của một thương hiệu rất là tên tuổi và ông lớn. Đó là thương hiệu Personline, đến từ thương hiệu Mỹ. Và không còn gì xa lạ đối với các bác rồi. Đây là một trong những thương hiệu nằm trong top 10 những các dòng xe đạp có tiếng và đắt giá nhất thế giới. Vâng, và bây giờ em xin đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Vâng, xe có tông màu cam bác nhá. Những cái dòng, hầu hết những dòng xe địa hình đổ đèo là đầu những cái dòng tông màu rất là nổi bật. Điểm nhấn chỉ màu xanh chạy trên khung xe. Mang thương hiệu Personline Drop Hopper. Đây là Drop Hopper, là các dòng xe cho những vận động viên chuyên đổ đèo, leo núi chuyên nghiệp. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về những cái dòng xe này. Đây Drop Hopper đây, Sport. Mang thương hiệu Personline. Và đặc biệt là xe có bộ cặp lốp rất là khủng đó nhé, kích thước lốp 29 inch. Rất là hiếm về bên em. Đây là một mẫu xe thích hợp các bác đi địa hình đồi núi hoặc đổ đèo. Xe làm từ hợp kim nhôm. À. Xe những cái dòng xe mà đổ đèo bên em thì hầu hết là những cái vết xước trên khung xe là đều không thấy khỏi rồi. Thì vì những cái vận động viên đi bên lúc thị trường bên kia là leo núi hay là va chạm vào những cái đường dốc đá, đó mà những vết xước trên khung xe đều là có. Nhưng mà tổng thể xe thì còn không ảnh hưởng đến xe, là rất còn rất là đẹp. Xe em vẫn trên 85%. Đây, những cái vết xước này bác nhìn thấy rõ đấy. Những dòng địa hình đồi núi hoặc đổ đèo thì không thể tránh khỏi được thôi, vì nó không phải là đi những đường trường hoặc đường thẳng như các bác đi những dòng tua đinh hoặc là những dòng xe đua. Xe nhìn giống như một chú trâu vàng. Thương hiệu Personline các bác nhá. Đây là thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng, các bác phải lên trên mạng để tìm hiểu về thương hiệu Personline này. Và xe có kích thước là size M 17,5 phim. Tức là bác cao từ 1m65 đổ lên thì mới thích hợp với những dòng xe này. Các bác nào mà đi đội địa hình đồi núi thì đây quả là một chiếc xe lý tưởng mà bác chọn nhé. Và điều đặc biệt nữa là ghi đông xe. Vâng, ghi đông của xe dài hơn so với những ghi đông thông thường khác, vì đây là một mẫu xe đổ đèo. Và bây giờ em đo thông số ghi đông cho bác xem. Vâng, các bác biết rồi, đây là một cái dòng xe mẫu địa hình. Thì cái ghi đông xe nó kích thước chiều dài khoảng tầm 58. Đây, bác biết đây, 58 phân. Và cái mẫu đổ đèo bên em thì nó dài hơn, giúp người lực đưa người lên phía trước để đi. Kích thước là 7,3. Nó nhìn thấy rõ, rất là dài. Đây là tay lắm sừng trâu lắm nhá. Đây là một mẫu xe địa hình đổ đèo leo núi lý tưởng các bác nào để thích hợp các bác nào đi. Và cũng là cổ phốt ghi đông. Cổ phốt thì của FSA, cổ phốt thương hiệu Mỹ chuyên làm ghi đông cổ phốt rất là nổi tiếng. Thì các biết đã dám rõ rồi. Sử dụng xe được sử dụng với cặp ủ đề lip Shimano Antut. Bên phải em cũng là Shimano Antut. Và xe được vế sử dụng luôn một cặp sóc xăng tua, cũng kích thước là rất là khủng. Đây đây, sóc dầu xăng tua kích thước CM 29 inch, rất là khủng các bác nhá. Đây là đây là cặp giảm sóc chuyên cho những cái dòng đồi núi XCM. Đó, ở lên trên mạng tham khảo thêm. Và cặp mà may sắp tua. Và điều đặc biệt là những cái dòng xe địa hình đồi núi đổ đèo thì người chủ cũ được nâng cấp thêm với những cái dòng những cái căm hay gọi là đũa inox các bác nhá. Đấy, có thể thấy rõ, rất là sáng và bóng.
vì đi thường những trời trời mưa, những đường đồi núi bẩn rất là bẩn, đâm ra rất hay bị han rỉ đũa, mà người chủ cũ nâng cấp thêm với cái cặp đũa này làm bằng từ inox. Lốp thì không, lốp rất là khủng đấy các nhá, lốp nó quả chính hãng Castleline không, nhìn rõ đấy, lốp chính hãng theo xe Castleline, kích thước lốp là 29 inch. Đây cặp lốp rất là to, nhún sóc rất là êm, sóc này các bác đi đồi núi thoải mái luôn, và sử dụng với cặp lốp xe tăng, lốp lổi gai to. Những video trước đó nói qua rồi, những cặp lốp này là chuyên những dòng đủ đèo đấy, lốp xe tăng. Đây là một mẫu xe lý tưởng của bác nào đi đồi núi đây, bên em mới về với cái bộ cặp lốp rất là khủng. Cốp yên và yên là chính hãng của xe Castleline. Tuy có một vài vết sần trên xe đây, đây có nhìn thấy rõ này, em chỉ đây. Đây là cái vết sần trên yên xe đây, nhưng mà không ảnh hưởng đến xe cả. Vì những cái dòng xe mẫu địa hình đồi núi này bên này thì nó cực đẹp. Xe vẫn còn rất là bẩn nhưng bên em chưa thời gian lau chùi đâu, các bác nhìn thấy rõ. Xe được sử dụng với củ Shimano Acera, trang bị 9 tầng lip, 3 đĩa cho một tầng của xe 27 tốc độ. Đằng sau cũng là sử dụng cặp Mayer Sông Tua và lốp Castleline, lốp gai xe tăng. Và bây giờ em xin anh tổng thể hoạt động của xe. Lên lip rồi. Wow. Chuyển động rất là mượt mà, và hầu như xe là không hoàn toàn không có chi tiết nhỏ nào cả. Xuống lip này, xuống lip. Wow. Đây là một mẫu xe địa hình đồi núi không nhá, kích thước lốp rất là to, rock hopper Castleline. Các bạn lên trên mạng tham khảo thêm về dòng xe địa hình đồi núi này. Lên đĩa đây, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Castleline Rock Hopper chuyên địa hình đồi núi, và được người chủ cũ lưng thêm cấp thêm với cặp lốp vành rất là khủng, kích thước là lốp vành là 29 inch, rất là to cho các bác nào đi đồi núi leo dốc hoặc đổ đèo. Một thương hiệu rất là nổi tiếng, thương hiệu Mỹ Castleline, có thể lên cho bạn tham khảo thêm bên em. Và xe có giá rất tốt bên em là 7,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.